Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Điểm tin bóng đá, nơi cập nhật những tin biến mới nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Và ngay sau đây xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tin vui cho người hâm mộ, thầy Park hành động đem đến bất ngờ cho U23 Myanmar. Các bạn thân mến, rõ ràng là trận hòa không bàn thắng trước U23 Philippines đem đến cho huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều âu lo. Và để khắc phục vấn đề này, thầy Park đã bắt tay vào để cải thiện sức công phá cho hàng công của U23 Việt Nam. Ngay sau khi có lần đến tận mắt chứng kiến U23 Myanmar gặp U23 Philippines. Theo đó thì U23 Myanmar đã giành thắng lợi kịch tính 3-2 trước Philippines để vươn lên ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, đẩy Việt Nam của chúng ta có 4 điểm, hệ số là dương 3 xuống vị trí thứ 3. Do vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải đánh bại đối thủ này mới chắc suất đi tiếp và nhiều khả năng giữ ngôi đầu bảng. Chắc chắn trong chuyến do thám vừa qua ở trận đấu giữa U23 Philippines và U23 Myanmar, thầy Park đã rút tỉa được nhiều điều để mang đến bất ngờ cho đối thủ này ở lần chạm trán tới đây, một trận cầu quyết định đến tấm vé và bán kết của U23 Việt Nam. Với tính chất quan trọng như vậy, U23 Việt Nam dành sự quan tâm và tập trung cao độ và tập luyện vô cùng tích cực. Cụ thể, ở buổi tập mới nhất, thầy Park đã kèm riêng hai cầu thủ Việt Nam với mục tiêu là giải quyết khả năng ghi bàn của hàng công. Theo đó thì hai tiền đạo trẻ là Hồ Thanh Minh và Nguyễn Văn Tùng phải rèn riêng thêm kỹ năng dứt điểm với huấn luyện viên Park Hang-seo cùng ban huấn luyện U23 Việt Nam. Được biết là ở bài tập tấn công 3-3, nhà cầm quân này đã tỏ ra không hài lòng và gọi riêng Văn Tùng ra hướng dẫn riêng khá lâu ở rìa sân. Cậu phải làm động tác giả để lừa đối thủ tranh chấp mạnh mẽ hơn, nhận bóng đơn giản như vậy thì làm sao mà qua người được và dứt điểm được. Trợ lý Vũ Anh Thắng đã truyền lời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Huấn luyện xong tiền đạo Văn Tùng, thầy Park một lần nữa tiến đến gọi Hồ Thanh Minh trao đổi riêng và rèn kỹ năng đi bóng qua người và dứt điểm. Thanh Minh phải lừa bóng qua trợ lý Ngô Tuấn Vinh để gây áp lực tối đa và tìm cơ hội dứt điểm giữa trời nắng nóng như đổ lửa vào buổi trưa. Trước đó thì cầu thủ dân tộc Tà Ôi này cũng phải rèn thêm thể lực ngay sau trận hòa Philippines theo yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo. Như vậy là sau trận hòa 0-0 với Philippines, chiến lược gia Hàn Quốc đặc biệt chú trọng đến khả năng ghi bàn của các tiền đạo. Thầy Park hiểu rằng là không thể giành chiến thắng trước U23 Myanmar ở trận đấu tới đây, khó khăn sẽ đến rất nhiều với chúng ta. Hiện tại thì Tiến Linh như đã biết vẫn là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của U23 Việt Nam, nhưng màn thể hiện của anh vẫn chưa thực sự làm hài lòng người hâm mộ khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn. Trong khi đó, hai cầu thủ trẻ Văn Tùng và Hồ Thanh Minh như nói ở trên vẫn còn phải cải thiện nhiều. Ông Manu Pulkin chưa dám nghĩ đến U23 Việt Nam. U23 Thái Lan thắng U23 Singapore với tỷ số đậm ở môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Đến lúc này, ông Pulkin đã tránh nhắc chính diện đến U23 Việt Nam. Sau trận thắng 5-0 trước U23 Singapore, U23 Thái Lan đã phần nào thư thái sau trận thua ngược 1-2 trước U23 Malaysia ngày ra quân, lấy lại vị thế ứng viên vô địch cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Ông Pulkin cho biết, chúng tôi sẽ có gần 5 ngày nghỉ trước khi đá hai trận cuối cùng trước Lào và Campuchia. Như các bạn biết đấy, hai đối thủ này không phải là dễ chơi. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cho họ. Tôi đã dặn dò các cầu thủ không được phép chủ quan, sơ sẩy, lặp lại lỗi lầm ở các trận trước. Trước câu hỏi liệu U23 Thái Lan có đủ sẵn sàng nếu lọt vào bán kết gặp U23 Việt Nam, ông Pulkin cho biết, chúng tôi không được chọn đối thủ nhưng trước tiên U23 Thái Lan phải vượt qua vòng bảng cái đã. Còn đến đó, đối mặt với Việt Nam, Philippines hay Indonesia, tôi nghĩ muốn vô địch SEA Games 31 thì U23 Thái Lan phải chiến đấu và vượt qua mọi đối thủ. Điều đó là rất rõ ràng và là khát khao của mỗi thành viên đội tuyển U23 Thái Lan. Đội bóng của chúng tôi sẽ phải tập luyện từng ngày để cải thiện phong độ và tiến bộ hơn về chuyên môn. Tiếp đó, ông Pulkin nói thêm về khó khăn của đội nhà. Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải này, chưa kể khó khăn khi một số cầu thủ không được các câu lạc bộ nhà quân vì giải không thuộc FIFA Day. Tôi đã cố gắng rất nhiều để tạo sự gắn kết trong lối chơi cho U23 Thái Lan. Hy vọng điều đó sẽ cải thiện qua từng trận. Tôi hài lòng với cách U23 Thái Lan chơi khi dẫn U23 Malaysia 1-0. Nhưng thẻ đỏ trước đội bóng này là sai lầm của tôi vì cách tiếp cận phòng ngự. Trước U23 Singapore thì U23 Thái Lan đã chơi tốt hơn, có sự cải thiện và tôi rất hài lòng. Nếu chủ quan, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại sớm ở SEA Games. Kính thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Myanmar ở trận đấu ngày 13 tháng 5 để đảm bảo quyền tự quyết ở lượt trận cuối trước U23 Đông Timor. Chiến thắng của U23 Myanmar trước U23 Philippines ngày hôm qua đã khiến cho cục diện bảng A trở nên vô cùng khó lường. Trên bảng xếp hạng, U23 Myanmar đang vươn lên vị trí dẫn đầu với 6 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về U23 Việt Nam và U23 Philippines cùng được 4 điểm.
UEFA Indonesia 3 điểm và Đông Timor gần như đã chắc chắn bị loại khi chưa có điểm nào. Theo lịch thi đấu, UEFA Việt Nam sẽ lần lượt gặp mặt UEFA Myanmar ngày 13 tháng 5 và UEFA Đông Timor 15 tháng 5. Trong khi đó, UEFA Philippines sẽ gặp UEFA Indonesia ở lượt trận cuối của đội này vào ngày 13 tháng 5 và ngày 15 tháng 5 UEFA Indonesia gặp UEFA Myanmar. Trong trường hợp cặp đấu giữa Philippines và Indonesia ngày 13 tháng 5 có kết quả thắng thua, đội bóng của ông Park Hang-seo buộc phải thắng UEFA Myanmar để có thể chen chân vào top 2. Trường hợp không giành trọn vẹn 3 điểm trước UEFA Myanmar, UEFA Việt Nam đối diện với nguy cơ đứng ngoài top 2 đội đầu bảng. Sức ép sẽ tăng lên rất lớn với thầy trò Park Hang-seo ở lượt cuối, UEFA Việt Nam buộc phải thắng, đồng thời chờ kết quả các cặp đấu còn lại. Đây chắc chắn là trường hợp mà nhà cầm quân Hàn Quốc không mong muốn. UEFA Việt Nam đã bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của UEFA Philippines ngày 8 tháng 5 vừa qua. Kịch bản này hoàn toàn có thể lại xảy ra trong cuộc đối đầu với UEFA Myanmar ngày 13 tháng 5 tới. Các đối thủ như tuyên bố của ông Park đều có xu hướng là chơi phòng ngự trước UEFA Việt Nam. Đây có lẽ là lý do ở buổi tập mới đây mà UEFA Việt Nam, thầy Park đã dành khá nhiều thời gian để nhồi các tiền đạo. Kịch bản đẹp nhất với UEFA Việt Nam là thầy Park đánh bại UEFA Myanmar ở trận đấu sắp tới. Khi đó, cơ hội giành vé của Việt Nam sẽ rộng mở ở vòng cuối. Đối thủ của chúng ta chỉ là UEFA Đông Timor. Liệu Malaysia và Campuchia có vượt qua Thái Lan gửi chiến thư đầy sức nặng đến UEFA Việt Nam? Cả Malaysia và Campuchia đều gặp các đối thủ không quá khó chơi ở lượt trận thứ 3 bảng B, SEA Games 31 diễn ra vào ngày hôm nay, 11 tháng 5. UEFA Malaysia từng không được đánh giá cao ở SEA Games này khi họ không có đội hình tốt nhất, không sử dụng 3 cầu thủ quá tuổi UEFA. Tuy nhiên, sau khi UEFA Malaysia đánh bại ông kẹ Thái Lan, tất cả đều phải nhìn họ bằng một con mắt khác. Khuất phục đối thủ được đánh giá khó chơi nhất bảng B, chặng đường tìm kiếm tấm vé vượt qua vòng bảng của UEFA Malaysia rộng mở hơn rất nhiều. Trước mắt thầy trò ông Borat Manoni chính là cuộc chạm trán với UEFA Lào. Đội bóng đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm. UEFA Lào mang đến sự hứng khởi rất lớn trên các khán đài sân Thiên Trường khi họ trình diễn lối chơi tấn công đầy cuốn hút. Nhưng đội bóng xứ sở chợ voi lại tỏ ra quá mong manh nơi hàng phòng ngự, dẫn đến việc là công làm thủ phá. Với chỉ một điểm giành được và 6 lần thủng lưới sau 2 trận đấu, tinh thần của đoàn quân huấn luyện viên Michael Weiss rõ ràng là bị ảnh hưởng rất lớn. Chạm mặt hàng phòng ngự thiếu chắc chắn của UEFA Lào chính là cơ hội rất tốt để cho UEFA Malaysia giành chiến thắng, thậm chí họ còn hướng đến thắng lợi đậm. UEFA Malaysia còn được nghỉ nhiều hơn hẳn so với UEFA Lào. 4 ngày qua UEFA Lào đã phải thi đấu 2 trận, trong khi con số tương tự của Malaysia là 1 trận. Nếu thắng UEFA Lào, UEFA Malaysia còn vượt mặt chính UEFA Thái Lan ở bảng B do hai đội hiện bằng điểm nhau. UEFA Malaysia đang có nhiều lợi thế và động lực, do đó họ cần biết chắt chiu cơ hội. Trong khi đó, ở trận đấu khác diễn ra trong ngày hôm nay, UEFA Campuchia chạm mặt đối thủ không quá khó chơi mang tên UEFA Singapore. Singapore cũng giống như Lào khi họ kiếm được một điểm sau 2 vòng đấu. Ngoài ra thì đội bóng đảo quốc sư tử cũng bị vắt kiệt sức khi thi đấu tới 2 trận trong 4 ngày. Tinh thần cũng như sức lực của UEFA Singapore đang xuống nghiêm trọng, điều này trái ngược hoàn toàn so với UEFA Campuchia. Đội bóng giành thắng lợi 4-1 đầy hứng khởi trước UEFA Lào cách đây hơn một ngày. Lực lượng của UEFA Singapore ở SEA Games này cũng không quá phải là tối ưu. Họ không thể có cặp đôi Irfan Fandi và Iskan Fandi bởi câu lạc bộ chủ quản không chịu nhà quân. UEFA Campuchia sẽ chơi tấn công ở trận đấu này để hướng đến chiến thắng, qua đó đẩy UEFA Thái Lan xuống dưới. Ngoài ra, một thắng lợi giúp cho UEFA Campuchia tiếp tục nuôi hy vọng giành vé đến bán kết. Khoan thủng mảnh lưới của UEFA Singapore không phải nhiệm vụ quá khó khăn đối với UEFA Campuchia, khi đội bóng đảo quốc sư tử đã nhận 7 bàn thua chỉ sau 2 trận ở SEA Games 31. Nếu cả Malaysia và Campuchia đều thắng ở trận cầu tới, họ sẽ khiến cho cuộc đua tranh giành vé vào bán kết SEA Games 31 ở bảng B trở nên vô cùng khó lường. Giành chiến thắng ở lượt đấu tới cũng là cách để cho cả Malaysia và Campuchia dương oai trước các đối thủ tiềm năng ở bảng A như Việt Nam, Indonesia hay Myanmar, Philippines. Chốt địa điểm đá giao hữu giữa tuyển Việt Nam với đội hạng 150 FIFA. Các bạn thân mến, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Afghanistan, đội bóng có hạng 150 FIFA, được tổ chức trên sân vận động Thống Nhất vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Như thông tin đã đưa trước đó thì tuyển Việt Nam của chúng ta đã có kế hoạch đá giao hữu với Afghanistan vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Trận đấu diễn ra trong thời gian FIFA Day của tháng 6 nhằm giúp cho thầy trò Park Hang-seo có được sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022 hay xa hơn là vòng chung kết Asian Cup 2023. Địa điểm tổ chức trận đấu này sẽ là sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải sân vận động Quốc gia Mỹ Đình như thường lệ.
Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ bắt đầu hội quân từ ngày 25 tháng 5 tại Hà Nội, trải qua 2 ngày tập luyện trước khi di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 5 để chuẩn bị cho trận đấu này. Về phía đội tuyển Afghanistan, trận đấu giao hữu với tuyển Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 của đội bóng này vào tháng 6. Đây là giải đấu mà thầy trò Park Hang-seo không phải tham dự khi đã lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Afghanistan hiện đang xếp hạng 150 FIFA, kém 54 bậc so với tuyển Việt Nam, hạng 96. Ở hai lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã hòa Afghanistan trong cả hai lượt trận đi và về với tỷ số lần lượt là 0-0 và 1-1. Hiện tại, không ít cầu thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn đang cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 như Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, Thanh Bình, Việt Anh. Vì thế, nhóm cầu thủ này sau khi dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi trước khi hội quân trở lại cùng đội tuyển. Nếu U23 Việt Nam tiến vào bán kết, nhóm cầu thủ này sẽ có 3 ngày nghỉ. Do có thứ hạng FIFA không cao, nhưng phong độ gần đây của tuyển Afghanistan là tương đối tốt. Đội bóng này đã đánh bại Indonesia trong cả hai trận giao hữu hồi tháng 5 và tháng 11 năm 2021. Trận đấu gần nhất, đội tuyển Afghanistan cũng vượt qua U23 Kuwait với tỷ số là 3-0. Các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.